Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các tin tức nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, sáng nay các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hưng Yên đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự chỉ đạo tại các điểm giao nhận quân, động viên các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ. Năm nay, Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tỉnh Hưng Yên tuyển chọn và gọi 2.106 công dân nhập ngũ, trong đó có 1.850 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 256 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền vận động giáo dục truyền thống, xây dựng ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân. Đồng thời tổ chức tốt việc đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nắm chắc về sơ yếu lý lịch, chính trị, đạo đức, trình độ học vấn, tâm tư nguyện vọng của từng công dân và gia đình. Nhờ đó, các bước trong quy trình tuyển quân cơ bản được tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ. Chất lượng công dân nhập ngũ năm 2024 đạt khá cao. Trong số các công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, có 1.271 công dân tốt nghiệp trung học phổ thông, 260 công dân có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp. Trong đó, tỷ lệ sức khỏe loại 2 đạt 49%, cao hơn năm 2023 5%. Có 120 công dân, trong đó có 6 cặp anh em song sinh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đúng 8 giờ 45 phút, các địa phương đã hoàn tất tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn. Cũng trong sáng nay, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Năm nay, thành phố Nha Trang đã tuyển chọn 464 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân, đảm bảo chất lượng đạt 100% chỉ tiêu giao. Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa có 2.214 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.910 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và 304 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an. Trong số thanh niên nhập ngũ, tỷ lệ chúng sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 40,44%, trình độ đại học cao đẳng trung cấp đạt 12,76%, chất lượng chính trị đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Có 13 thanh niên là đảng viên, 588 thanh niên làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Sáng nay, 2.163 thanh niên ưu tú tỉnh Phú Yên hăng hái lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.853 thanh niên đến các đơn vị quân sự và 310 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Lễ giao nhận quân diễn ra đồng loạt ở 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đảm bảo an toàn, phấn khởi, trở thành ngày hội của tuổi trẻ và toàn dân. Tại thành phố Tuy Hòa, từ 6 giờ sáng, 245 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này đã có mặt đầy đủ để sẵn sàng cho ngày hội tổng quân. Tại huyện miền núi Sông Hinh, năm nay có 181 thanh niên nhập ngũ, trong đó có hơn 70% thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Với tinh thần hào hứng, phấn khởi, các thanh niên quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị mới. Trong tổng số 2.163 thanh niên Phú Yên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ đợt này có 136 đảng viên. Hầu hết các thanh niên có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên, trong đó có 205 thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 100% thanh niên viết đơn tình nguyện, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thống kê của Cảng Hàng không Nội Bài sau dịp Tết Nguyên đán 2024, ngày cao nhất đã có 233 lượt chuyến bay quốc tế với gần 38.000 hành khách thông qua cảng, vượt qua ngày cao nhất của năm 2019. Đáng chú ý, trong tuần qua, trung bình Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài mỗi ngày phục vụ 531 lượt chuyến bay, tăng mạnh về tần suất và sản lượng hành khách so với thời gian trước. Riêng khách quốc tế đạt gần 36.000 lượt khách một ngày, vượt qua cao điểm Tết năm 2019. Do lượng khách tăng, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách bay vào các chuyến bay quốc tế cần chủ động lên sớm trước ít nhất 3 tiếng so với giờ khởi hành để kịp hoàn thành các thủ tục hàng không.
Trước thông tin phản ánh của dư luận về hiện tượng các cò chèo kéo nhận làm dịch vụ cấp đổi bằng lái xe, thu tiền theo lối chặt chém tại cơ sở 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ và 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, Hà Nội. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đang giao cho các ngành chức năng kiểm tra sự việc trên. Nếu phát hiện vi phạm, đơn vị này sẽ xem xét xử lý kịp thời. Hiện Sở Giao thông Vận tải đã lắp đặt các camera tại khu vực làm thủ tục cấp đổi và cổng ra vào nhằm theo dõi xử lý các đối tượng chèo kéo mời chào khách làm dịch vụ. Ngoài ra, đơn vị này cũng khuyến nghị người dân thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc đến bộ phận một cửa thuộc 4 huyện Đông Anh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây để làm các thủ tục cấp đổi theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra thông báo về việc triển khai giải pháp ngăn chặn máy điện thoại di động 2G không được chứng nhận hợp quy mới kết nối vào mạng viễn thông di động tại Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, doanh nghiệp di động không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động, chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông công bố. Người dùng có thể tra cứu các dòng máy này tại link https://tqc.gov.vn/2g-only. Người dân có thắc mắc và khiếu nại về máy điện thoại 2G không được kết nối mạng, cần gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hỗ trợ và hướng dẫn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ba Lan sẽ được tiếp cận các khoản hỗ trợ tài chính lên tới 137 tỷ euro, tương đương 148 tỷ đô la Mỹ từ các quỹ của Liên minh châu Âu EU. Thông tin vừa được Chủ tịch Ủy ban châu Âu công bố sau khi Warsaw thông báo đảo ngược cải cách tư pháp gây tranh cãi của chính phủ tiền nhiệm. Phát biểu họp báo tại Warsaw, Chủ tịch EC và von der Leyen đánh giá cao kế hoạch khôi phục trật tự tư pháp của chính quyền Thủ tướng Donald Tusk. Bà Leyen nói rõ, EU sẽ bắt đầu giải ngân các khoản tiền dành cho Ba Lan kể từ tuần tới, gồm 60 tỷ euro từ các quỹ phục hồi hậu đại dịch COVID-19 và chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch, 76,5 tỷ euro từ các quỹ gắn kết giúp nâng cao mức sống của người dân ở các nước có trình độ phát triển thấp hơn trong EU. Trước đó, Liên minh châu Âu đã đóng băng các khoản tiền này cho Ba Lan do không đồng tình với những cải cách tư pháp của chính phủ tiền nhiệm tiến hành. EU cho rằng những cải cách này làm xói mòn tính độc lập của hệ thống tư pháp. Vấn đề quyền thai nhi và quyền con người hiện đang thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng Mỹ, khi mới đây, Tòa án tối cao bang Alabama ra phán quyết công nhận phôi thai đông lạnh là trẻ em. Quyết định này ngay lập tức đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái ngược vì nó có thể gây ảnh hưởng đến cả một hệ thống pháp lý và y tế. Từ trước tới nay, phôi thai vốn được hình thành ngay sau khi trứng được thụ tinh, không được coi là con người. Ở một số bang ở Mỹ, thai nhi hình thành sau khi phôi thai phát triển được 10 tuần mới được thừa nhận các quyền công dân và quyền con người. Với phán quyết coi phôi thai là con người, bất cứ hành vi phá hủy phôi thai nào cũng có thể bị kết tội ngộ sát. Ngay lập tức, tác động của phán quyết này đã làm tê liệt các hoạt động y tế liên quan tới phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Các cơ sở y tế hỗ trợ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Alabama đã dừng mọi hoạt động, đơn giản bởi hiện tại rủi ro trong việc tạo ra và lưu trữ phôi thai là quá lớn. Khoảng 11.000 ghế ngồi tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 sẽ được làm từ nhựa tái chế. Và đây chính là thông điệp mà ban tổ chức sự kiện này muốn đưa ra nhằm hiện thực hóa nỗ lực giảm lượng khí thải carbon. Le Pavé, một công ty của Pháp được thành lập vào năm 2018, đã hưởng ứng kế hoạch trên của ban tổ chức Olympic Paris 2024 và dự kiến sẽ dùng khoảng 100 tấn nhựa phế thải để sản xuất ra 11.000 chiếc ghế ngồi nói trên. Những chiếc ghế làm từ nhựa tái chế sẽ được lắp đặt cho khu thể thao Adidas Arena, nơi tổ chức các sự kiện cầu lông, thể dục nhịp điệu cũng như trung tâm thể thao dưới nước của Olympic năm nay. Theo giám đốc của công ty Le Pavé, hiện công ty đã hợp tác với hơn 50 nhà tái chế và cả những người thu gom rác thải thực hiện ý tưởng trên. Các bên sẽ tiến hành phân loại nhựa, làm sạch và nghiền trước khi đưa vào máy nén để cho ra đời những tấm nhựa dày, đảm bảo tạo ra sản phẩm chất lượng tốt phục vụ cho Thế vận hội. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.